Cả nhà ơi, mình quay trở lại buổi livestream của BB Thanh Mai rồi đây. Lúc nãy là cô An đã làm xong liệu trình nửa gương mặt rồi. Thì bây giờ cô An cũng đã làm xong một gương mặt luôn rồi. Thì chắc là xong rồi ha bác ha? À, xong rồi đó chị Quỳnh. Còn một chút xíu nữa thôi. Dạ, vậy con mời cô An mình ngồi dậy nha. Để mình xem cái hiệu quả. Con mời cô, bây giờ mình sẽ xem cái hiệu quả như thế nào. Cô có thể chia sẻ cho khán giả của BB Thanh Mai cùng nghe nhé. Đây, con gửi cô xem, cô bất ngờ chưa ạ? Trời ơi. Khác nhiều không cô? Đẹp quá. Cũng mới phải cô không nữa. Trời ơi, về thế nào ông xã cô với vui cô, lắm. Cô ha, dâu cô nó sẽ vui lắm. Dạ. Tại vì sau một liệu trình mà da của cô bây giờ nó không còn chảy xệ như mấy tháng trước nữa. Đỡ hẳn rồi cô ha. Thì đây... Nhiều lắm, đỡ nhiều lắm. Cải thiện nhiều lắm. Dạ, đây chỉ là hiệu quả bước đầu thôi đó cô. Mình về nhà nó còn tăng sinh nhiều nữa ạ. Chắc là chị Dung sẽ vui lắm. Bởi vì chị Dung là con dâu của cô nha cả nhà. Chị Dung dễ thương lắm. Chị Dung có giới thiệu cô cho BB để BB chăm sóc cho cô được trẻ hơn, đẹp hơn, để cô tự tin hơn và cô vui, cô sống khỏe hơn nữa. Có con dâu như cô thật là thích luôn đó cô. Cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Cô ơi, cô có thể chia sẻ cho khán giả của BB Thanh Mai về cái sự hài lòng của cô nhiều như thế nào không ạ? Thì trước kia đó, mỗi khi mà ra đường hay là đi tiệc gì với bạn bè, tôi rất là tự ti, tôi không có dám đi. Cứ nghĩ là những cái vết nhăn trùng chảy xệ như vậy á, thì nó theo mình suốt đời. Nhưng mà con dâu tôi á, nó thấy, nó tìm hiểu, nó biết là BB Thanh Mai có một liệu trình để làm trẻ hóa làn da. Cho nên nó tặng mẹ. Nó nói tặng mẹ để mẹ cải thiện lại làn da tươi trẻ. Bây giờ tôi rất là vui, nhất là con dâu nó sẽ vui vì mẹ được tìm lại cái làn da. Rồi ông xã, rồi các con, rồi bạn bè, nhất định là bạn bè sẽ ngạc nhiên. Bất ngờ lắm. Chính bản thân tôi cũng nhìn là bất ngờ là làn da mình trẻ ra khoảng 7 tuổi. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều, thương quá phải không cả nhà. Cái chuyện vợ chồng nàng dâu á, là thật sự là em chỉ thấy trên truyền hình thôi nha. Còn đây là có tại BB Thanh Mai nha. Đây cũng là chuyện mẹ chồng nàng dâu của bên con đấy ạ. Dạ, chị Dung rất là yêu thương cô luôn á. Chắc là cuộc sống của cô hạnh phúc lắm cô ha. Em mời bác đánh giá cái hiệu quả sau khi cô làm công nghệ trẻ hóa da như thế nào cho khán giả của mình cùng nghe bác nha. Đây là kết quả mà sau khi điều trị can therapy thì cô An á, mình thấy là cái gương mặt của cô đã thon gọn hơn nhiều rồi, chất lượng da cũng bắt đầu mình cũng cảm thấy là săn chắc hơn ha cô, vùng viền hàm nó gọn hơn này, vùng rãnh mũi má này được cải thiện hơn, nó nông hơn và nó ngắn hơn rồi, tập trung nhiều line therapy vùng này để nó lift lên này, nâng cơ cho cô, trẻ hóa da và cái vùng đuôi mắt của cô này, những cái nếp nhăn đã được cải thiện khá là nhiều rồi. Và sau khi mà điều trị can therapy này thì đôi mắt của cô cảm thấy là bây giờ nó không còn buồn nữa, nó tươi tắn hơn, nó trẻ trung hơn rồi ha cô. Đây mới chỉ là 5-10% cái kết quả điều trị của an therapy thôi. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của bác rất là nhiều. Em con thực sự là con thấy được cái sự rạng rỡ và cái nét tươi trẻ của cô luôn á cô. Rất là vui, cặp mắt của cô không có bị buồn nữa nha, rất là tươi, rất là mới luôn á. Dạ vậy thì bây giờ thì cô có thể là tự tin về nhà này, đi chơi, đi tiệc, đi tất cả mọi nơi mà cô muốn. Không có trừ một buổi tiệc nào nữa cô nha. Dạ, cảm ơn cô và cảm ơn chị Dung rất là nhiều vì đã tin tưởng này. Rồi đã trao cho BB Thanh Mai cơ hội để chăm sóc làn da của cô. Thì cả nhà mình ơi, bí quyết trẻ hóa da ngay đây chứ đâu nữa hả? Thì BB Thanh Mai luôn mong muốn là chia sẻ bí kíp trẻ hóa da cho tất cả các chị em trên toàn thế giới. Không những là các cánh mày râu này, các giới trẻ và dĩ nhiên là trong đó là mình có rất là nhiều ở độ tuổi của cô. Năm nay cô cũng 60 rồi đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn để có thể thay đổi làn da của mình một cách ngoạn mục như thế này. Thì còn chần chờ gì nữa, hãy bốc máy lên và gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 18006617 để được chăm sóc da và được đặt lịch hẹn thăm khám da trực tiếp và miễn phí với lại bác sĩ của BB Thanh Mai luôn, để chúng ta có thể duy trì giữ được cái sự tươi trẻ tươi tắn này, thành công hơn trong cuộc sống nha cả nhà. Bây giờ thì cô An với lại con á, thì xin chào khán giả của mình, thì con sẽ hẹn gặp khán giả vào những cái buổi livestream tiếp theo. Xin chào cả nhà.